tự tin làm bài để có thể giành được kết quả thật cao. Ok? Ok. Anh có biết từ giờ alo. Ok. Ok, lần đầu tiên cho phép Phương Anh được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các fan hâm mộ của CCC. Yeah. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog của CCC. Và mở đầu chương trình đấy là Phương Anh, một thành viên của Khách School. Khách School. Hôm nay em đi quay về rồi à? Dạ vâng, em mình là mình quay xong từ vừa nãy rồi, nhưng mà mình muốn nán lại một tí để đến chỗ anh em, vì là anh em ở công ty thôi, nhưng mà buổi chỉ có buổi trưa gặp nhau, buổi sáng là không gặp. Bây giờ là gần 12 giờ rồi, 12 giờ rồi. 11 giờ 30 phút các bạn ạ. Giờ là đến giờ nghỉ trưa rồi, nhưng chúng tôi vẫn còn một cảnh nữa. Thì Phương Anh tạt qua đây, đây là hỏi Phương Anh mấy câu. Lúc đầu Phương Anh vào công ty ạ, anh cứ nghĩ là mày hơn tuổi anh cơ. Chính xác là mày sinh năm bao nhiêu nhỉ? Chính xác mà đến năm nay ấy thì là em tròn 18. À, 2K3. Là hôm nay là đi thi đấy. Ký ngực fan đấy, đúng không? Ký ngực fan, nhưng mà là ký ngực gái Việt Nam nhá, không phải là Tây đâu. Ký ngực fan 2K3, hai em Việt. Rồi, ok. Đấy, các bạn thấy không? 2K3 và 94. Tôi 94 nhá. Tôi khác bọn hoàn toàn. 94 là anh hơn em là 11 tuổi. Mày điên à? 9 tuổi. 9 hay 10 nhỉ? 9 hay 10 nhỉ? Giỏi hết nhỉ? Ấy ấy. 1994, với lại 2K3 là hơn nhau 11 tuổi. Ok. Chưa mưa đâu. Mọi người ơi. Mày điên chết đâu? Rồi, trời, bầu trời là có những hạt mưa rồi đấy, mà chúng tôi vẫn còn đang quay đường này đi luôn này. Không có gì đâu. Đó, các bạn biết đây. Là cái nghề diễn viên này nó không hề đơn giản. Có mưa nhưng mà nó là mưa hạt nhỏ lắm. Tất cả anh em ở trong các bạn đang quay vlog thì đã có những hạt mưa rơi xuống. Nghe hạt mưa rơi xuống trong lòng nhói đau. Ngày em ra đi, mưa vấc ra trên đường khuya. Tôi đi lấy kịch bản. Hôm nay tôi xuất hiện với vai là Chiến Triển Chiêu các bạn ạ. Các bạn thích những cái thần dược hay linh đan gì của tôi không? Tôi sẽ đang nghiên cứu về một loại linh đan có thể biến con người trở nên trẻ trung. Rồi em lấy xe đi nhá. Ok. Thảo ơi, đại văn, ấy nhìn Thảo, ấy rồi tỉnh Thảo, ấy rồi. Thảo, đợi anh cái. Các bạn ơi, hôm nay là ngày mà các bạn 2K3 bắt đầu thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thì hôm nay tôi quay vlog này thì tôi thay mặt cho team, thôi thay mặt tôi đâu. Chúc các bạn sẽ có một kỳ thi thật là tốt, vượt qua thật là tốt. Ok, Thảo muốn chúc các bạn gì không, sĩ tử đi không? Hôm nay là một ngày thực sự rất là quan trọng đối với những bạn 2K3 và kể cả bản thân của mình cũng vậy. 2 năm trước là một ngày cực kỳ là quan trọng. Hôm nay thì thay mặt cho team Gãy TV, Thảo chúc cho tất cả các bạn 2K3 có một kỳ thi thật là tốt, bình tĩnh, tự tin, chiến thắng, và chúc luôn cho em trai của mình. À, em trai em hôm nay đi thi à? Em trai của mình hôm nay cũng thi Trung học Phổ thông Quốc gia, và mong các bạn bình tĩnh, tự tin, chiến thắng để đạt được thật là như mong muốn nhá. Ừ, đúng rồi. Sáng ngày thì có đề thi văn rồi, là tôi thấy là mọi người bảo là hôm nay là thi bài sóng. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Ai à, thuộc à? Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Anh cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Ok, cảm ơn lời chúc của Phương Thảo đến các bạn 2K3. Bây giờ anh Minh Hiếu sẽ gửi một lời chúc đến các bạn hôm nay các bạn đã đi thi rồi. Nghe nói là hôm nay các bạn 2K3 bắt đầu chuẩn bị vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, đúng không? Sáng nay là thi môn văn. Đúng rồi. Thì đấy, như Chiến vừa nói là đề thi hôm nay Hiếu cũng nhìn qua thì thấy có bài sóng ở Xuân Quỳnh. Không biết chiều các bạn thi gì, thế nhưng mà chúc tất cả các bạn sĩ tử 2K3 có một kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia thật là thành công và may mắn, làm bài thật tốt, tự tin làm bài để có thể giành được kết quả thật cao. Ok. Ok. Cảm ơn anh Minh Hiếu. Ok. Phương Anh. Dạ. Em mà chúc các bạn sĩ tử đây à? Hey. Mình lấy giọng ấy nhá. Chúc tất cả các con voi và các đầu gấu năm nay 2003, hôm nay đi thi đúng không ạ? Chúc tất cả mọi người là phải lên luôn đấy nhá, không được xuống đâu, xuống là đi cắt cỏ như này đấy, là phải lên nhá, là okay. Thể phải thi đỗ nhá.
Đây là Phương Anh thì 2K3 nhưng mà Phương Anh chọn con đường khác, không phải là con đường học, nên hôm nay Phương Anh không đi thi. Đúng không? Thế đúng ra có phải là mày ấy không? Thế này tôi sẽ cái này vẫn cố gắng ra xong mày quay luôn cảnh kia nhá. Không vừa lắm đâu. Bây giờ ở đây thì có Nhung Thị và Quốc Tuấn. Em ơi, hôm nay thì bắt đầu thi Trung học phổ thông quốc gia, em có gửi lời chúc gì đến các bạn 2K3 không em? Ok, Tuấn. Thi rồi mà. Hôm nay thi. Sáng thi rồi mà. Nhưng mà hôm nay bắt đầu thi thì chúc ví dụ bạn nào mà hôm nay thi mà làm bài nó chưa tốt lắm thì hôm lần sau làm bài tốt lên. Lần sau cái gì? Mai thi, hôm nay thi một môn, hai môn. Mai thi tiếp môn khác. Thì hôm nay 2K3 thi nhờ. Đúng vậy. Mình chưa trải qua cái cảm giác mình chưa biết lên như thế nào. Thôi chúc tất cả các bạn năm nay thi tốt nghiệp nhờ. Thi tốt nghiệp thì tất cả mọi người sẽ đều có kết quả tốt, là đỗ trường mình mong muốn, đỗ những ngôi trường mình mong muốn. Ví dụ như kiểu ở Vĩnh Phúc đây có chuyên Vĩnh Phúc này, Trần Phú này. Đấy. Nói chung là cái ước mơ nó chỉ đến thế thôi mà. Đúng không? Đây là lời chúc của Quốc Tuấn. Ngày xưa em có đi thi em thi kỳ thi khác rồi đúng không? Ngày xưa thi kiểu khác, bây giờ thi kiểu khác. Và thi là Trung học phổ thông quốc gia này sẽ là cái điểm điểm để xét vào đại học à? Xét và đăng ký, khi mà có điểm thì đi đăng ký đại học, chứ không như ngày xưa là thi trường nào là vào trường đấy thi. Bây giờ kiểu đấy á? Em lâu không để ý đúng không? Xếp cả. Bây giờ sẽ là ví dụ như là em thi điểm cao. Xong. Xe đúng anh nhỉ? Đúng rồi. Sẽ thi điểm cao đúng không? Em sẽ mang cái điểm đấy đi nhiều ngôi trường khác để em đăng ký học. Người ta... bây giờ thế em không biết đâu. Còn ngày xưa sẽ là em sẽ phải thi trường này đúng không? Đúng. Xong rồi em phải chạy nhanh sang trường học kia xong. Hết cái này em lại thay sang kia thi. Thì bây giờ thi kiểu này nó sẽ giúp được rất nhiều thứ. Ví dụ như là các bạn học sinh sẽ không phải lặn lội xuống Hà Nội này. Không phải xuống Hà Nội nữa. Không phải xuống Hà Nội nữa này. Chỉ cần nộp có điểm nộp thôi. Thì như ngày xưa nha, đợi đúng đến ngày thi nhỉ, đợi đúng đến ngày xuống ngày Hà Nội xưa thi. Tôi ở dưới Hà Nội thì nó rất là những cái ngày này đường phố đông đúc kinh khủng luôn, tại vì tất cả các nơi nó đổ về đấy để thi mà. Đấy, thế nên là khi mà Bộ Giáo dục ra cái cách thi này thì đã giải quyết rất nhiều vấn đề đấy. Ok. Thì em có gửi lời chúc đến cả 2K3 không em? Chào đấy. À thế à, không được gì em. Một đấy ta, ba đấy nó em. Hôm nay các bạn thi, em chúc gì không? Chắc là sẽ có rất nhiều bạn nhắn tin cho chị Nhung Thị giống như kiểu là: chị ơi, chị chúc em thi tốt đi, nhưng mà Nhung Thị do bận nhiều công việc quá thế nên là không trả lời được, hay là cũng không chúc được tất cả các bạn. Thì trên vlog 9C mong là Nhung Thị sẽ chúc đi, gửi lời chúc đi các bạn để cho các bạn có một chút động lực nào đấy làm bài tốt hơn. Thì hôm nay cũng là chúc này thì hơi muộn màng một tí thế, nhưng mà là có một kỳ thi tốt, làm bài tốt và nó tức là nó bình tĩnh tự tin. Là rơi bắt thứ hai rồi. Ôi em ơi, bỏ qua cái việc đấy, việc ấy, mình đây mình chúc những cái con người nó đang người ta đang đi thi ở bình tĩnh tự tin. Đấy. Thật là không biết nói gì, tại vì cái thực ra là cũng chỉ là chúng tôi ở bên ngoài chỉ biết chúc các bạn bình tĩnh tự tin. Bình tĩnh là sẽ làm được thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Tự tin hay không mà tự tin là phải bình tĩnh rồi. Đúng rồi, bình tĩnh. Đấy, cứ bình tĩnh tự tin thôi, chứ còn chúc may mắn hay không thì nó là nó dẫn định mệnh. Đúng rồi. Đấy các bạn. Nơi sự thật không thể thay đổi được. Ok, bây giờ tôi sẽ lé camera để cho Nhung Thị, Sử Quốc Tuấn các bạn sau khung hình này sẽ là một màn tra tấn rất là quy mô hoành tráng. Đấy, ra. Ôi ui giời ơi, nó ra kìa, ui ôi. Tao tao đang nhảy TikTok này em. Các bạn đón chờ màn TikTok của Thảo Tố nhá. Và thưa các bạn, bây giờ thì đang quay chúng tôi mưa, còn một cảnh nữa chúng tôi đang đợi để hết mưa, nhưng mà hình như là cũng hết mưa rồi. Bây giờ tôi sẽ kết thúc vlog tại đây. Và cuối vlog thì tôi xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn sĩ tử ngày hôm nay đi thi. Nếu mà thực ra là cái lời chúc này nó hơi muộn màng một chút khi mà tối nay tôi mới lên vlog này cơ. Bây giờ mới lên đấy. Thì cũng chúc các bạn là nếu mà môn này mà mình yếu thì mình lại bù môn sau, đúng không? Đấy, hôm nay thi môn văn, chiều nay thi môn gì thì tại vì là tôi công việc là tôi không để ý được cái đấy. Đấy, thì chúc các bạn sẽ trong những môn tiếp theo sẽ bình tĩnh, tự tin, giành được điểm cao. Ok?
À còn một người nữa mà tôi chưa hỏi. Đây tôi sẽ hỏi. Đây tôi sẽ cầm máy cho Việt Hoàng. À đó là anh Hồ Việt Hoàng. Ok, và từ nãy giờ là Hoàng đã camera man cho anh 99C. Đấy, thì bây giờ Hoàng cũng có một lời muốn gửi đến tất cả các bạn 2K3 năm nay. Và 2K3 nói chung và các bạn đi thi kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi xét tuyển đại học trung học phổ thông quốc gia nói riêng. Đó, thì chúc toàn thể các bạn hôm nay có một ngày thi cực kỳ tốt và luôn luôn phải tự tin, mạnh mẽ và chiến thắng. Đấy, mình nguyện vọng vào trường nào thì mình sẽ thi thật tốt để mình có thể đạt được cái mục tiêu của mình vào trường đó. Ok, chúc tất cả các bạn sẽ không có một ai xịt cả và tất cả đều thi đỗ hết nhá. Đó, và trước khi trước đây Hoàng có đi thi một cuộc thi như vậy rồi vì ai phải trải qua thôi mà. Đấy, cho nên là hồi đấy thì Hoàng cũng có rất là hồi hộp đúng không? Khi mà đi thi rất là hồi hộp và sáng sớm thì thực ra là sáng sớm ấy mẹ Hoàng còn nấu cho Hoàng một nồi cháo đỗ xôi đỗ để ăn để cho đỗ ấy, các ba mẹ hay quan niệm như vậy nhưng mà nấu nhầm đỗ đen. Đấy là xôi đỗ thì nghiêm túc là xôi đỗ thì sáng nay Hoàng có ăn xong Hoàng mới nghĩ vào trong đầu vào tự nhiên mẹ nấu xôi đỗ cho mình ăn tự nhiên mình càng áp lực và là tất cả các thứ đều tụt bùn xôi gió rồi. Tất cả mọi thứ kỳ vọng hết vào mình rồi mà tụt bùn xôi gió hết rồi mà mình bây giờ mình thi trượt thì chắc là ngại lắm. Đấy, nhưng mà cứ bình tĩnh thì tự tin thì lại ấy thôi, còn bị áp lực như thế đôi khi nó lại là một cái rất là gọi là một cái hạn chế luôn đúng không? Ok đấy, nhưng mà cái gì đấy cũng phải đến mọi người ạ. Đấy thì Hoàng cũng rất cố gắng trong cuộc thi kỳ thi đó và cuối cùng thì là đấy, sau 3 năm thì Hoàng đã đỗ được thì cái bằng tốt nghiệp cấp 3. Đó, rất là thành công thì Hoàng cũng đấy là thi cấp 3, đây thi trung học phổ thông quốc gia là thi đại học luôn đấy. Đấy. Thì sau cái năm đầu tiên Hoàng tức là hết lớp 12 ấy là năm đó là năm thi luôn ấy. Thì sau đó 3 năm là Hoàng đã có cái bằng tốt nghiệp cho chính bản thân mình và Hoàng rất là hạnh phúc, muốn cảm ơn bố mẹ vì đã tin tưởng và ấy với Hoàng. Mặc dù con số 3 năm để có một cái thi mất 3 năm để có một cái bằng tốt nghiệp thì nó hơi dài thế nhưng mà dù sao thì mình cũng đã thi đỗ rồi. Ok. Ok. Và thì tôi Hoàng bật mí cho mọi người nhá. Hoàng học đại học ấy, Hoàng học được một trường học ở trong một cái trường duy nhất. Đó chính là Đại học Kinh doanh và Công nghệ HUBT, đó chính là Đại học Kinh công ấy. Đó. Và mọi người muốn anh Chiến hay là Hoàng làm cái video vlog về những trường đại học hay là những trường đại học của các thành viên trong Gãy TV thì mọi người nhớ comment ở dưới để cho Hoàng và anh Chiến có thể làm video vlog cho mọi người xem nhá. Ok. Đó. Trường thả bí mật để tập sau. Chào tạm biệt các bạn. Chào tạm biệt các bạn câu em. Tôi phải chèn ngay vào đây không là nó bị tối. Hà Nội à? Chào các bạn câu em. Ok, thì thôi bây giờ mình chào tạm biệt đi, xong cái vlog sau thì mình sẽ hỏi về những cái đấy. Ok, đứng dậy cho em, đứng dậy không giữ hình rồi. Ok. Rồi, vẫn lời nói cuối cùng lần thứ hai đấy là chúc tất cả các bạn sẽ có một kỳ thi thật tốt. Tin chiến thắng. Chiến thắng, đúng rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Adios, see you. Rất là buồn. Rất là buồn. Đây ra quay luôn.